iOS 13 gặp lỗi khó chịu khi chơi game. Apple đã chính thức phát hành nền tảng iOS 13 dành cho người dùng của mình vào ngày 19 tháng 9 vừa qua, và không ít người đang sử dụng các thiết bị di động của Apple như iPhone, iPad đã nhanh chóng cập nhật thiết bị của mình lên phiên bản mới. Bên cạnh những người thích thú và hào hứng trải nghiệm các tính năng mới sau khi nâng cấp lên phiên bản iOS 13 mới nhất, thì lại có không ít người kêu trời và cảm thấy hối hận sau khi nâng cấp thiết bị của mình. Đó là những game thủ đang chơi các thể loại game sinh tồn hoặc game bắn súng góc nhìn thứ ba trên iPhone, bao gồm các tựa game nổi tiếng và nhiều người chơi. Theo phản ánh của nhiều game thủ, sau khi nâng cấp iPhone của mình lên nền tảng iOS 13 mới nhất và chơi các tựa game bắn súng trên thiết bị, mọi việc không vấn đề gì khi người chơi giữ hai ngón tay trên màn hình để điều khiển việc di chuyển của nhân vật. Tuy nhiên, khi sử dụng thêm ngón tay thứ ba chạm vào màn hình để điều khiển ống ngắm hoặc để sử dụng một chức năng nào đó, thì iOS 13 lại hiểu nhầm thao tác này và sẽ tự động kích hoạt thanh trình sửa văn bản điều này khiến cho trò chơi bất ngờ bị gián đoạn và khiến nhiều người cảm thấy khó chịu khi hộp thoại chỉnh sửa văn bản này liên tục hiện ra trên màn hình